chút cùng họ với chanh, nhưng trái lại có vỏ xù xì, nhăn nhúm. Độ chua cũng nhiều hơn và mùi thơm thì khá nồng nên giữ hương rất lâu. Tiếng Khmer gọi là có sốt. Một số người sau này còn gọi là chanh Thái, chanh Kaffir. Trước đây, chút giống là loài cây quan dại, mọc chủ yếu ở hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Còn hiện nay, nó đã được nhân giống và đem trồng ở nhiều vùng miền khác như một cây trồng gia vị, dùng thay chanh. Khi mọc trong tự nhiên, một năm cây cho trái một lần vào mùa mưa. Nhưng theo nhiều nông dân, chỉ cần có đủ nước tưới thì cây có thể ra trái quanh năm. Mùa khô như lúc này, ở vùng bảy núi thường khan hiếm nước nên trái chút cũng không có nhiều. Vì vậy giá bán tại vườn cao gấp 2-3 lần so với chính vụ. Riêng đối với cái chút thì nó cũng không khó, nó giống như là cam với chanh với bưởi thôi. Cái điều kiện đặt ra mà là cần và có đó là trước hết là nước. Mình có nước để mình đảm bảo được cái mùa khô, khoảng 3 tháng mùa khô chúng ta cố gắng làm sao là ít ra một tuần cũng tưới được 2 lần để cho nó chịu đựng được mùa khô. Còn mùa mưa thì chúng ta không sợ. Vài năm trở lại đây, cây chuốt được nghiên cứu trích xuất tinh dầu như một loại dược liệu đã khẳng định tiềm năng kinh tế của loài cây mọc dại này. Nhưng dù giá trị có nâng cao bao nhiêu lần nữa, thì cây chuốt vẫn mãi gắn bó với người dân vùng bảy núi như hàng trăm năm qua, làm tăng thêm hương vị của những món ăn miền sơn cước.